Sáng sớm em nhận được mấy món của khách ở xa gửi tú xuống ha. Thì cái thùng này là của em trai ở Mỹ Tho gửi lên ha, mà không biết cái máy gì. Còn cái máy xay này khách ở Thủ Đức gửi tới sửa ship ha. Đó, máy xay này nó không hoạt động nha. Đó, sửa cái máy xay thịt này. Đó. Còn cái máy sáp này là nó không có hoạt động luôn ha cô chú ha. Bị cháy motor rồi. Đó. Cháy motor rồi, nó không hoạt động. Đó. Thì được món nào thì em nhận thì em gửi lên cho cô chú coi ha. Đó. Nè, nó không hoạt động gì hết. À, với lại nó lỏng công tắc. Nó còn hoạt động nhưng mà nó lỏng công tắc ha cô chú ha. À. Rồi. Cái tiếp theo là cái máy trong thùng này không biết máy gì. Đó. Ở Mỹ Tho gửi tới ha cô chú ha. Ở Mỹ Tho gửi tới. Đó. Cái này ở từ Mỹ Tho ha, nó xay luôn. Trong ngày nào cũng có máy của khách mà ở tỉnh gửi lên đó cô chú ha. Máy này nó hiệu gì đây? Gắn băng keo này. Cái này là cái bàn ủi hơi nước cô chú ơi, cái bàn ủi hơi nước nè cô chú thấy ha. Đó, bàn ủi hơi nước cái hiệu cũng rất là lạ ha, Laura Star, Laura Ta đó. Thì khách báo là nói là ủi nó bị chảy nước đen phù ở dưới bàn ủi đó cô chú ha. Đó. Bây giờ mình kiểm tra coi nó bị cái gì ha. Rồi, tỉnh gửi lên ha, khách ở Mỹ Tho gửi lên nó Laura Ta. Giờ coi coi cái nó điện bao nhiêu volt ha. Điện 220 đến 240 volt Laura Ta. Đó, model là Lips Extra đây. Đó. Cái công suất của nó là 2000W. Đó, công suất của nó 2000W, điện thế là 220 gạch ngang 240V. Cái kiểu máy của nó là 535 đuôi. Đó. Cái này của Hungary ha cô chú ha, Hungary. Thì bữa nay thì nhận được hai cái máy xay với một cái bàn ủi. Đây như có một cái nồi cơm đen ở trong nữa cô chú, nó cái nồi cơm đen ở trong của khách nè, không nguồn nữa, khách cũng gửi luôn. Đó. Bây giờ em châm nước đó. Đó, cái này là cái bầu nước của nó nè cô chú. Em chấm nước xong ha, em chấm điện vô.
Đây, cắm đựng vô thì nó có khởi động cho bơm của chú ha. Nút này nút nguồn nè, khởi động bơm ha. Cái nút này nút hơi nè, nút hơi để xả ha con chủ ha. Chắc em nghĩ cái bàn ủi này, cái bàn ủi công nghiệp á, đó. Chủ thấy ha, ở đây nó có những nút xả hơi hai bên nè, đó. Có thể là xả hai bên này, đó. Hai nút hơi ha. Hai nút hơi theo cái công tắc nữa. Đó. Thì lần đầu tiên nhận sửa cái bàn ủi này thì lúc trước hiệu Laura Star này chú thấy ha, của Hungary ha. Đang nóng rồi. Cái bơm nó hoạt động kêu rất là to á cô chú ha. Đó, không biết nó có vấn đề bên trong này cái khu vực bơm nước của nó đó. Thì bên em chuyên nhận sửa những cái dòng loại bằng ủi hơi nước cao cấp ha, từ dòng chung cho đến dòng cao cấp đó, cô chú cứ inbox cho em ha. Thì sửa bằng ủi thì rất là cực rồi, hỏi cái chuyên môn rất là cao đó, thì cô chú sửa thì phải gửi lại ha, từ 3 đến 7 ngày ha cô chú ha. Này cái bơm này nó chạy liên tục luôn rồi bị lỗi ha. Thì đây cái đèn này nó chớp nháy hoài ha cô chú ha, thì chứng tỏ là cái độ nóng nó chưa đủ ha. Khi cái độ nóng nó đủ rồi thì mình sẽ nhấn cái nút hơi, nó sẽ xả ra và mình sẽ ủi cô chú thấy ha. Thì khách báo theo cái mô tả ở trên cái video của mình á, thì khi mà ủi xong thì cái nước đen ở trong đây nè nó sẽ chảy ra, chứng tỏ là lâu ngày nó bị nghẹt và nó bị dơ, cái mảng bám rong rêu bên trong nó dơ và nó sẽ ảnh hưởng đến đồ của khách đó. Hoặc là bây giờ khách sử dụng những cái nước xả, nước thơm gì đó không đúng theo những tiêu chuẩn của nhà sản xuất, cô chú lưu ý ha. Một vài chia sẻ cho cô chú, nhiều khi ở nhà hãng khuyến cáo là không sử dụng những cái quá chất gì ở trong để lẫn trong nước ha, phải tuân thủ theo sự chỉ dẫn của nhà sản xuất thì mình xài cái màng ủi nó bền ha. Đó, có thể là mình xài cái quá chất gì, cái nước thơm gì đó mà hãng nó không có kêu mình xài, mà mình bỏ vô xài nó, khi mà xài lâu ngày nó tích tụ lại và nó sẽ bám thành những mảng da bám dơ rong rêu, nó không có thoát được thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái màng ủi ha cô chú thấy ha. Đó, một vài điểm cô chú lưu ý ha. Ở đây nó có một cái nút công tắc nữa cô chú ha. Đó, nó có một cái công tắc nữa. Nó ra hơi nè cô chú ha, nó đủ độ nóng rồi nó ra hơi ha. Hơi nó rất mạnh. Đó, hơi nó rất mạnh ha. Dạng này là dạng công nghiệp. Nhưng mà cái bệnh gốc của nó là khi ủi á, nó ra một cái nước đen đó. Rồi mong cô chú theo dõi cái video ha, thì để coi mình cách mình tháo lắp và mình mở ra vệ sinh cái bàn ủi như thế nào ha. Rồi cảm ơn cô chú đã quan tâm theo dõi, chào cô chú nha. Thì cái bàn ủi này hiệu Laura Star của Hungary. Rồi cảm ơn cô chú đã quan tâm theo dõi.